Hello cả nhà thân yêu, hôm nay Công An sẽ dắt cả nhà đi khám phá miền Bắc của nước Thụy Sĩ. Và hiện tại bây giờ là Công An đang ở một cái điểm dừng chân của cái làng tên là Cốt Sao. Cốt Sao là một cái làng nằm ở trong của một cái tỉnh gọi là Sân Ca. Bây giờ mời cả nhà cùng tham quan bãi dừng chân ở đây xem đẹp như thế nào nhé. Những phong cảnh ở đây cũng rất là hữu tình. Phía bên dưới của chúng ta chính là cái nhà vệ sinh công cộng. Bây giờ chúng ta đi xuống dưới nha. Đã đẹp rồi mà còn được thêm cái ánh nắng mặt trời của bình minh chiếu xuống trông rất là sáng và cảnh quan thêm càng đẹp thêm nữa. Công nhận đẹp thật. Ở phía trước này là hai cái bàn với bốn cái băng ghế để cho những người mà ở đây người ta ghé dừng chân người ta ngồi người ta picnic á, ăn giải lao á. Còn đây là hai cái máy tự động, một cái máy bên phải là cái máy cà phê hoặc là trà hoặc là cappuccino đủ thứ hết. Còn phía bên trái này là cái máy mà để bán bánh ngọt, kẹo với nước uống, vân vân. Ở đây là cái chỗ mà để mình bỏ tiền cắt vào. Ở phía dưới cái này là nó có cái nút để mình bấm số, mình chọn món gì đó. Ở trên đó là cái bậc thang lúc nãy mình đi xuống nè. Bây giờ mình vô toilet mình quay. Ở bên phải là toilet nữ, ở bên trái là toilet nam. Còn ở ngay chân chỗ này là cái chỗ rửa tay. Mình vừa thấy cái anh kia mình tắt máy rồi, bây giờ mình vô đây mình quay. Đó, này là toilet nam mà đứng tè. Nó bằng hơi nóc. Bây giờ mình vô cái toilet mà để ngồi ngồi thiền đó. Nói chung là ở đây nó rất là sạch sẽ, nó cũng hơi ẩm ướt phía dưới tại vì là mùa đông, nhưng mà ở trên là nó rất là khô ráo sạch sẽ. Nút bấm đó, bên ngoài khi mà đi vô là nó có cái chỗ mà nó bán cái này là cho mấy người mà giải quyết sinh lý đó cả nhà. Không biết mỗi một bịch bao nhiêu cái mà nó bán 5 đồng. Mắc dữ rồi nha. Thôi đi ra thôi. Mình lên trên mình quay thêm một chút xíu cảnh quan nữa rồi xong cái mình dắt cả nhà đi khám phá một cái nhà ga của vùng Đông Đức của một cái làng gọi là làng Brugge. Brugge là cái làng cũng nằm ở trong thành phố của Sankt Gallen, cũng nằm trong tỉnh Sankt Gallen.
Và bây giờ chúng ta đã tới nhà ga của Brooklyn rồi. Nhà ga Brooklyn, một nhà ga của một cái làng nhỏ. Ở cảnh quan xung quanh ở đây cũng rất là đẹp. Nếu mà chúng ta đứng lên cao chúng ta quay thì sẽ thấy rất là tuyệt vời luôn. Công Hân đang đứng ở trên một cái cây cầu bắc ngang cái đường gầy xe lửa. Thì người ta có thể đi qua phía bên sảnh phía bên kia bằng con đường này, hoặc là đi chui xuống đường hầm để mà đi qua sảnh bên kia. Hiện tại bây giờ là có một chuyến tàu đang đến và sẽ dừng lại trạm để cho mọi người xuống và lên. Bên phải chúng ta là một cái hàng rào bằng kính. Thì khi chúng ta bước vào cái hàng rào này thì ở đây nó có cái bảng là cấm hút thuốc. Thì chúng ta vô trong đây thì hút thuốc thì đứng ở ngoài thôi, gạt tàn vô trong đó. Tự động mình bỏ tiền vô để mình mua nước uống hoặc là bánh ngọt giống như ở chỗ kia. Ở đằng xa xa cái thùng màu vàng đó là cái thùng thơ. Khi mình bỏ thơ vô đây thì có người người ta lại người ta gom thơ và người ta gửi đi. Thêm một chuyến tàu lửa đang đến về hướng bên kia. Okay. Khi những người khách bước ra thì họ sẽ đi xuống đường hầm và họ sẽ đi ngược qua bên đây vì bên kia không có cái đường đi.
mình mua sẵn để mà đi tàu hỏa. Ví dụ như mình mua cái card hàng tháng hoặc là hàng tuần, hoặc là cái card mình có thể là mua đúc từng mỗi lần đi. Đó là cái card mình đúc mỗi lần đi. Ở đây là một cái làng nhỏ, một cái nhà ga nhỏ thì chỉ có hai sảnh thôi, sảnh 1 và sảnh 2. Còn ở cái chỗ mà ngay trung tâm thành phố, chỗ mà con đang ở đó là cái thành phố Ô Tình, nó có 12 sảnh. Còn những cái thành phố lớn khác nó có tới hai mươi mấy sảnh, hơn 30 sảnh, 40 sảnh luôn.